Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải Gaming. Và Diệt Khải chúc anh em xem video này vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ show xét đồ thiên hạ vô tình cho anh em xem. Ở lần trước thì Khải có soi trên livestream rồi, nhưng mà video đó nó hơi bị lỗi một tí, nên là bây giờ Khải sẽ soi lại một lần nữa về cao thủ cái băng bóng thiên hạ vô tình anh em ơi, để xem thử trên top thế giới top này nọ có anh ta không. Ok, đây là một ạc top 10 cao thủ của server Đại Gia Sơn, trang chủ công thành chiến xu.com anh em à. Hiện tại bây giờ ạc này đang sở hữu cho mình cấp 112 và đang top 10 thế giới, để xem cái bang anh ta đang top thứ 3 server, top 3 cái bang đại sư huynh cái bang luôn. Đó, đang đứng hạng thứ 3 của môn phái cái bang. Và bắt đầu thì chúng ta cùng xem nhẹ thử như thế nào đây. Tính sơ qua thì Khải đang thấy rằng anh ta đang có cho mình 3 kỹ năng vốn có, đó là từ cây nhất kỹ vầng trăng trên đầu và kèm với một phi phong trên người. Kỹ năng vốn có cần một và kèm với một tống nghiêng sói. Tống nghiêng sói là một kỹ năng của băng hội nè, kỹ năng của băng hội thấp. Đó, kỹ năng của băng hội thấp. Thì hiện tại ạc này đang sở hữu cho mình 3 kỹ năng vốn có. Như Khải đây thì Khải chỉ được 2 kỹ năng vốn có thôi nè. Thì ạc này thì được thêm một dòng của băng hội nữa thì được cho mình 3 kỹ năng vốn có, khá là chất. Và bây giờ chúng ta cùng xem nhẹ sơ đồ của anh ta thử như thế nào đây. Đây là ạc cá băng bóng, không biết thì anh ta đang như thế nào đây. Đầu tiên chúng ta sẽ để ý đến cây vũ khí. Như anh em đã xem video trước thì không có gì khác hơn. Đây là một cây bóng xanh. Một bóng xanh anh em, một bóng xanh top 30, băng sắc 77, sinh lực và kháng hỏa 7. Tính sơ qua thì anh em nhìn vào thì anh em nhiều anh em bảo cái bóng này nó có cái gì đâu đúng không? Nhưng mà thiệt tình cái bóng này hiện tại đang no 1 server nè. No 1 server tại vì cụm này là cụm đồ xanh anh em. Cụm này là cụm đồ xanh. Nên là cái bóng này rất là đẹp luôn. Cái bóng này nhớ không lầm thì có thể mua khoảng tầm 7 đến 8 triệu cái bóng này ở thời điểm hiện tại nè. 7 đến 8 triệu luôn nha anh em ơi, không ít đâu anh em ạ. Hiện tại top 30 thì ok rồi, đạt mốc chuẩn rồi. Bên sắc 77 thì đạt mốc 73 thì quá chắc luôn. Ở với cái thời điểm hiện tại đồ xanh hiếm như thế này thì cái bóng này dạng no 1 server nè. Cái bóng này dạng no 1 server nha anh em ơi. Rồi, cái bóng này Khải nghĩ không trên dưới 10 triệu đâu anh em ạ. Khoảng 7 đến 8 triệu cái bóng này đấy, không biết đâu. Rồi đợi xem. Tiếp tục đây là gia truyền kháng cả 18. Gia truyền kháng cả 18 sinh lực 38 này thì Khải nhớ không làm là gia truyền này khoảng nằm ở cái đoạn là khoảng mấy triệu ta. Khoảng 90 kim thì gia truyền này khoảng tầm tên là 1 2 3, khoảng tầm gia truyền này khoảng tầm 6 triệu nè. Gia truyền này khoảng tầm 6 triệu nữa. Trời ơi, hai món không cho cái bọn 8 triệu đi. Bọn 8 triệu đi. Mình chỉ tính cái giá móc chung thôi, tầm 8 triệu đi. Cho cái bọn này rất là đẹp luôn nè. Cái bọn này cũng không khác gì cái bọn Hồng Kim môn phái cái bàn luôn nè mà. So với đồ xanh thì cái này gọi là đẹp rồi. 8 triệu cái này khoảng 6 triệu này, 90 kim. Nhớ không làm này gia này mua 90 kim. 90 kim khoảng 6 triệu đồng nữa, hai món, mới hai món thôi đã 14 triệu rồi nè. Hai món thôi đã 14 triệu rồi. Rồi, tiếp đến con phi vân này ở server này dao động khoảng 3 triệu rưỡi. Dao động khoảng 3 triệu rưỡi 4 triệu thì tính con phi vân thì mới có 3 món thôi thì nó đã khoảng 17 triệu rồi. Gơ chưa? Mới 3 món thôi anh em ơi, 17 triệu đồng này. Set đồ này chắc chắn thì rất là chắc. Tiếp tục gia chia áo và tiếp tục cái nón. Đang có cho mình một cái nón kháng hỏa 19 chống 40 và nội lực cao, nội lực 100. Nón này thì nhìn mặc vào khá đẹp trai ấy, có cái búi sau lưng khá đẹp trai ấy. Nón này thì Khải nghĩ nó khoảng tầm 5 kim thì khoảng tầm 300.000, 300k Việt Nam đồng. 300k, cao lắm là 350 400 mà thôi. Tại vì server những cái món nón như thế này cũng khá là nhiều. Kháng 19 thì hơi hiếm, thì còn 15, 16, 17 Khải thấy khá là cao, khá là nhiều luôn. Rồi, tiếp đến đây là một cái áo định quốc cực phẩm. Một áo định quốc cực phẩm anh em ơi. À, tính ra như thế này là áo này là áo thứ 2 server rồi. Áo này là áo thứ 2 định quốc cực phẩm server rồi. Lúc nãy Khải có soi đồ thần trì bá vương gì đó. Thần trì bá vương gì đó thì anh ta cũng có cho mình một cái cực phẩm định quốc 50-200. Và cái áo này là Khải thấy ở server này là áo thứ 2. Áo này thì Khải nghĩ cũng tầm 2 triệu hơn. 2 triệu hơn thì tôi coi tính ra là coi 14, 17. Ôi, tính ra 2 triệu hơn nữa là gần 19 triệu rưỡi này. Đây 8 này, 6 là 14, 14 với 3 là 17. 17 cái này là 19 triệu rưỡi này. Cái này 3 triệu rưỡi này. Ok, 19 triệu rưỡi rồi. Áo này quá tuyệt vời cho cái bang bổng luôn. Một bao tay làm chậm 50, what the hell, một bao tay quá đẹp. Một tay đọc móc luôn em à. Nếu mà bao tay này thì anh ta chỉ cần mang cái ngọc bội 30, sinh lực lực cao thì đọc móc 80 làm chậm là đẹp luôn. Đẹp luôn em ơi. Bao tay này Khải nghĩ cũng bèo lắm, cũng 1 triệu rưỡi đến 2 triệu ấy, không biết đâu. Cho nó 1 triệu rưỡi đi.
thì cộng với 19 triệu rưỡi bên kia thì mới nhiêu đây không là hết 21 củ rồi, 21 triệu Việt Nam đồng rồi. Ok, anh ta đi một cái ngập bội quá đẹp, không còn gì phải chơi anh em ơi. Khải cứ nghĩ là đi với một ngập bội 30 thì đặt móc 80 là ok rồi, ai ngờ là đi một cái ngập bội quá chuẩn luôn. Nào ngập bội này vỏ đang nhìn vào chỉ có thể nhíu mà thôi, một cái ngập bội làm chậm 40, nội lực 75 và sinh lực 144. Trời ơi cái này quá đẹp nè, cái này quá đẹp anh em ơi. Trời ơi cái ngập bội này Khải nghĩ phải mua hơn 2 triệu anh em, có thể là 3 triệu nha. Cái bội này đếm trên đầu ngón tay ấy, quá VIP. Ngập bội này quá VIP. Ở server này thì những ngập bội làm chậm 40 như thế này thì đếm trên đầu ngón tay anh em, cao lắm là khoảng 15 cái quay đầu thôi, không có hơn anh em à. Và những người cao thủ hot server thì họ mới sở hữu những cái món đồ như thế này thôi. Còn lại những anh em mà chung chung như mình thì mình không có mua mấy cái món này rồi. Rồi, quá đẹp luôn. Tính ra ngập bội này cho 2 triệu rưỡi nữa là tính ra cả setor anh ta chưa gì đã được hơn 23 triệu Việt Nam đồng rồi. Hơn 23 triệu Việt Nam đồng rồi. Quá chất cho một cao thủ cái băng bổng. Một cái nhẫn 19 sẽ lực lực. Ở server này thì những cái nhẫn kháng lôi 19 thì cũng khá là nhiều, nhưng mà được sinh lực cả năng lực như thế này khá là hiếm nè. Nhẫn này cũng khá là vài kim đấy. Nhẫn kháng băng 23. Kháng băng khá là cao. Một đai lưng 2340. Đai lưng 23 kháng 40. Lưng này cũng khá là đẹp. Dày 38 15, dày 38 15, sinh lực 71. Rồi, nói chung thì tổng vài món nhẹ nhẹ như này thì khoảng tầm nó tốn đi vào khoảng tầm vài trăm nghìn nữa, khoảng 700-800 nghìn đi thì sẽ đồ là tổng hết thì hơn 23 triệu nè, không biết đâu, hơn 23 triệu Việt Nam đồng. Mà cái băng bóng khá là VIP ở server này nè mọi người, hiện tại đang sở hữu top 10 server và top 3 cái băng, đang sở hữu mình 3 cái đang vốn có, quá chất luôn anh em thấy chưa. Anh em nhìn kỹ là cái bóng này, thì anh em cái bóng này nhìn không còn gì với bạn nè mọi người. Tại vì những cái bóng mà cho đến cái đao này, cái đao hay cái bóng vậy, so với lượng tóc và băng sắt thì cái này nhìn là đẹp nhất. Tại vì có cho mình được tóc 30 và băng sắt 77. Hôm trước Khải có soi một cái băng Sunday tóc 20 và băng sắt 74. Đó, thì cái này nhìn nó đẹp hơn một chút, đó là tóc 30 nè. Tóc 30 của anh Sunday kia cũng là một cái băng luôn. Anh đẹp một cái băng thì tính ra sẽ đồ của anh Thiên Hạ Vô Tình này nhỉnh hơn Sunday. Ở video sau thì Khải sẽ sau đồ cái băng Sunday cho anh em xem. Đó, gia truyền cũng vậy, gia truyền khá là đẹp luôn, gia truyền quá chất luôn. Chung là trong cái băng này không còn gì phải chờ nè mày. Nói chung là nói thiệt với anh em luôn, so với cái băng này, so với cái băng ở server thì ông này có vẻ là normal cái băng. Khẳng định một câu luôn, đồ rất đẹp, đồ rất đẹp. Đó, tại đang tranh giành tốt với nhau thôi, hai người này cũng khá là xa cả ngang cơ với nhau, Sunday với lại Thiên Hào Vô Tình. Đó, hai cái băng bổng Khải thấy ở server này khá chất. Đó, anh em cùng xem tổng quan lại sẽ đồ cái băng bổng này một lần nữa nha anh em ơi. Đang sở hữu cho mình một cây bổng xanh, không khác như một cây hồn kim môn phái cái băng. Đó, đẹp chưa? So với ở server này thì nó gọi là hồn kim môn phái đó nè. Quá đẹp. Bao tay quá chất luôn. Ngọc bội nhìn quá đẹp nè, nói chung ngọc bội nhìn quá đẹp luôn, quá xuất sắc. Ngọc bội này mà gió đang quyền đi theo năm hành thủy thì nhìn vào chỉ có nhíu mà thôi. Rồi, chung thì anh em xem video này của Thiên Hạ Vô Tình thì đừng quên ủng hộ cho anh cái băng bổng Thiên Hạ Vô Tình này. Một like, một chia sẻ và cũng như ủng hộ video của Khải, một like, một chia sẻ chơi nha anh em ơi. Và anh em ở server, anh em có thích thú hoặc là anh em biết ai đồ đẹp hoặc là no 1 server, no 2 server ở đó, đồ rất, đồ chất và đồ đẹp thì cứ inbox cho Khải, PM Facebook hoặc là inbox trong game thì Khải sẽ bỏ ít thời gian ra và cùng trải nghiệm và cùng show cho anh em trên kênh xem. Và anh em xem đừng quên ủng hộ một like chia sẻ nha. Và đừng quên cho một like chia sẻ mạnh nha anh em ơi. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em.